Xin chào anh em. Cửa hàng về hàng mạng về được hai bộ loa này anh em thích hợp nghe dùng làm loa tivi hoặc là loa vi tính hoặc là nghe điện thoại, nghe nhạc kiểu hiện đại rất hay anh em nhé. Nó đều là những đôi loa rất thương hiệu trên thế giới luôn anh em nhé. Dòng loa Bow này thì nó quá tiền tuổi rồi, hai đôi loa đấu giá hàng mạng về. Một cái này thì nó có cả thùng xốp luôn. Đôi này nó thuộc Harman Kardon. Harman Kardon thì bây giờ nó sáp nhập vào JBL. JBL nó là Harman Kardon, Harman Kardon nó là JBL anh em nhé. Đó. Hàng mạng đấu giá này. Đấu giá bên Nhật. Đó. Cái này thì thùng này thì cửa hàng sẽ giới thiệu anh em sau. Còn đây là bộ loa Bow. Loa Bow thì nó là, nếu mà nói về dòng loa nghe nhạc thì loa nhỏ anh em nhé. Chẳng hạn những cái loa kiểu này dùng nghe loa vi tính này, hoặc là loa không dây Bluetooth, thì nói luôn anh em là không hãng nào vượt qua được hãng loa Bow này. Không hãng nào vượt qua được loa Bow về chất âm, nếu về độ trong trẻo, trầm ấm. Đó. Vừa bóc thùng xốp ra, hàng đấu giá qua mạng gửi về. Bộ loa này thì nó cắm dây 3.5, hoặc anh em có thể mua một USB Bluetooth để có thể cắm vào. Nguồn điện anh em có thể cắm điện 220 adapter. Nó điện từ 100 đến 240. Hàng xuất toàn thế giới mà. Như cái hàng này thì nó đấu giá từ bên Nhật về. Cửa hàng sẽ test và mời anh em theo dõi. Test cái bộ loa Bow trước. Những bộ loa vi tính kiểu như thế này anh em có thể dùng để nghe vào làm loa tivi hoặc là trong phòng làm việc, phòng ngủ rất thích hợp, hoặc nghe nhạc trong phòng khách hiện đại cũng rất hay. Nó phù hợp với không gian nhỏ, không gian kín, và nó hay gấp vạn những bộ loa bán ở siêu thị Việt Nam giá tầm 5-6 triệu đến 7-8 triệu loa vi tính anh em nhé. Nó ở đẳng cấp khác luôn, nó ở đẳng cấp khác. Giá này nếu mà giá xuất xưởng, bán mới xuất xưởng thì nó đắt lắm, nhưng mà hàng bãi về thì nó cũng rẻ đi khá nhiều. Nó có những thành phần như sau. Đó là một cái loa này. Một loa này, loa Rai Speaker này. Nó có đường kết nối để anh em nối từ cái loa bên trái này vào. Nó có dây lấy tín hiệu điện vào đây, nối loa trái và loa phải. Đó. Và đây có một cái bộ để cắm dây 3.5 và lỗ tai nghe, và cắm cái cáp này vào đây. Đó. Bộ tròn này, nó cả là volume nữa. Và đây là dây nguồn. Tiếp theo là một cái dây 3.5. Thực chất em đó, tôi đang đấu cái loa này bằng dây 3.5 kết nối với điện thoại. Như đã nói với anh em, đặc trưng của dòng loa Bow, nó là một dòng loa cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Nó đứng trong top đầu anh em nhé. Và tiếng âm thì trầm ấm, ngọt ngào. Cái này nó là volume và xoay rất nhẹ nhàng. Anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé. Anh em cắm dây kết nối qua đường dây 3.5 có sẵn. Con loa này đó là loa Bow. Cửa hàng báo giá cho anh em là 4.200.000 đồng. Dòng loa nghe nhạc vi tính hoặc loa tivi, loa nghe nhạc trong phòng hết ý luôn. Nó là hàng chất và hàng đẳng cấp anh em nhé, hàng đẳng cấp đấy. Mỗi đó anh dắt em vào tình yêu, thì bên hàng sâu nghe lời kinh văn vang cầu, nhau không nói lên câu thì biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay xa từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau qua lòng nhân con chiếc hồng, yêu nhau đêm thế đêm đông, bên nhau buồn trời em ơi.
đẹp xuất sắc luôn, hàng mạng gửi về, hàng mạng anh em nhé, hàng đấu giá qua mạng gửi về. Mở một bài khác, nhiều thể loại cho anh em cùng nghe. Dòng loa này thì tiếng rất trầm ấm, tiếng bass đánh hay. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Cái volume này xoay rất nhẹ nhàng êm ạ. Volume này xoay cực kỳ nhẹ êm ạ. Dòng loa đẳng cấp này thì nó thiên về độ chi tiết, độ hay, độ trong trẻo của dải âm. Mình không lên đi so sánh những cái dòng loa nó làm rất to hoặc là trông hầm hố của Trung Quốc anh em nhé. Bởi vì cái loại đấy nó không thể có chất lượng sâu sắc như những dòng loa này được. Hóa chính nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn. Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa. Đây là nghe qua điện thoại, nếu anh em nghe qua tivi hoặc là máy vi tính nó sẽ phê hơn rất nhiều anh em nhé. Bởi vì cái âm lượng của điện thoại nó kém nhất trong những loại âm thanh. Âm lượng của điện thoại nó phát tín hiệu ra kém nhất trong những loại âm thanh. Quấn sâm nắng. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân. Vua sao xuyên tâm hồn với nàng về chung. Loa nhỏ như cái tiếng bát đánh sâu đánh êm. Ok, xin cảm ơn anh em theo dõi.